Chiều ngày 26 tháng 7 năm 2018 tại Hà Nội, VietinBank đã phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức lễ ra mắt và bàn giao phần mềm quản lý đoàn viên và giới thiệu thẻ đoàn viên mới. Tham dự buổi lễ có ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng các lãnh đạo Tổng Liên đoàn và đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn. Về phía VietinBank có ông Nguyễn Đình Vinh, Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch công đoàn ông Phạm Anh Vũ, Phó Chủ tịch thường trực công đoàn. Phát biểu tại sự kiện, Phó Tổng Giám đốc VietinBank Nguyễn Đình Vinh cho biết, trong thời gian qua VietinBank đã xây dựng và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính ngân hàng trọn gói, tiện ích và ưu đãi dành cho Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng các đơn vị trực thuộc và đông đảo đoàn viên công đoàn. Trong thời gian tới, toàn hệ thống VietinBank cam kết sẽ phục vụ những sản phẩm, dịch vụ tiện ích, hiện đại, an toàn, nhanh chóng, đáp ứng tất cả các yêu cầu của các đơn vị, đoàn viên công đoàn và người lao động trên toàn quốc. Đồng thời, VietinBank cũng kỳ vọng rằng hội nghị hôm nay là cơ hội để thắt chặt và tăng cường hơn nữa mối quan hệ gắn bó giữa VietinBank và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để từ đó phát huy thế mạnh của hai đơn vị và mở ra những cơ hội tác tốt đẹp khác trong tương lai. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và VietinBank tiến hành lễ ký kết bàn giao phần mềm quản lý đoàn viên dưới sự chứng kiến của lãnh đạo hai bên cùng các đối tác phối hợp, đồng thời tiến hành lễ ra mắt mẫu thẻ đoàn viên mới. Tại buổi lễ, ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ghi nhận và đánh giá cao sự hỗ trợ, hợp tác rất hiệu quả của VietinBank với Tổng Liên đoàn trong suốt thời gian qua. Ông cũng mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của VietinBank và các đơn vị công nghệ để phát triển mạnh mẽ các sản phẩm tiện ích cho Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Để ghi nhận những kết quả trong phối hợp triển khai xây dựng phần mềm quản lý đoàn viên và phát hành mẫu thẻ đoàn viên mới, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có đóng góp đặc biệt, trong đó có 3 tập thể và 6 cá nhân xuất sắc của VietinBank. VietinBank nâng giá trị cuộc sống.